Ngày 26 tháng 10 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo đó, từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và được nhiều nước sử dụng. Đây là loại vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian vừa qua, với các điểm tiêm chủng tại xã, phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau khi tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, các địa phương có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho tất cả các tỉnh thành phố về việc tiêm chủng cho trẻ em trong ngày 29 tháng 10 2021, đồng thời cũng giao cho các đơn vị hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai việc tiêm chủng. Đối với trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine dành cho trẻ em.